Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú vừa có các buổi kiểm tra kết quả thực hiện duy trì năng chắc nông thôn mới và kết quả thực hiện nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại các xã thị trấn trong huyện. Theo đó, tại các buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra và hướng dẫn cập nhật hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt, đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí chỉ tiêu trong thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới theo quyết định 1260 ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định 1261 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Qua kiểm tra nhằm thẩm định đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí chỉ tiêu trong thực hiện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đồng thời hỗ trợ các địa phương cập nhật hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt, đề ra các giải pháp thực hiện đối với các tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2023. Đợt này, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú thực hiện kiểm tra tại các xã Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Mỹ Phú, Bình Thủy, Bình Chánh và Đào Hữu Cảnh.